wish you a Merry Christmas. Mình nói là câu nha. Lần đầu tiên mình xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Thì hôm nay có cái buổi tiệc như thế này là nhà trường cũng muốn cho chúng ta họp tặng một ngày để mà vui chơi. Thì khi mà tâm trí chúng ta hơi được rồi, vui chơi, ăn no bụng rồi, chúng ta học thì nó sẽ vô được rất là nhiều. Và qua đây, qua trường này thì chúng ta cũng muốn là, tôi cũng muốn rằng là chúng ta mọi người đều là anh em của mình nhà. Anh em nhiều khi mình ít gặp nhau hơn ở đây thì mình coi nhau như là anh em trong nhà đi. Rồi có cái gì thì dẫn dắt nhau, không nhắc mắt là chỉ bảo đâu, nhưng mà dẫn dắt nhau rồi để chúng ta mỗi bước của chúng ta đi nó vững mạnh hơn và con người chúng ta càng trẻ ra một chút xíu nữa. Vì với lại chúng ta gặp nhau thì cứ luôn luôn là cười một cái đi, có vì một nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Cho nên rất là quý các bạn ạ. Mà mình dù hoàn cảnh nào cho nữa chúng ta vẫn cứ cười, chúng ta sẽ có được nhiều điều tốt đẹp hơn. Thì mình sẽ hát một bài để cho phép chúng ta thì chúng ta có thể là khai mạc đi, thì chúng ta xin mời thầy và tất cả chúng ta cùng Ủa chế cái này ăn luôn cái bịch đi lông hả? Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi cái video blog này. Tôi là Donnie Phan, trong ban giám đốc của trường Don De La Beauty School. Thì theo truyền thống của người Hoa Kỳ là những cái dịp mà lễ độc như thế này cuối năm, đây là cái dịp lễ Christmas, sau đó đến New Year, thì trường nói chung cũng có một số các học viên học nơi đây càng ngày càng đông, nên chúng tôi cũng có theo truyền thống là đến trong thời gian như thế này đó, chúng tôi có những cái buổi tiệc, nó gọi là tiệc mừng Giáng sinh, nó gọi là Christmas Eve mừng Giáng sinh. Thì tôi tất cả học viên, nhân viên như là quan khách vui chơi của mọi người. Nên buổi tiệc hôm nay mặc dù đơn giản nhưng mà nó rất là ấm được tình anh em gia đình với nhau. Thì mong mỏi là ai xem được cái video clip này sẽ thấy vui, thích thú với cái môi trường học hành ở đây và đến di dân càng đông càng tốt. Ok rồi, xin thành thật cảm ơn. Bye bye. Vâng, với chị Phương Linh. Nói no rồi mà đâu có mà ăn khổ lắm bác ơi, từ sáng giờ nó ngửi cái mùi này không nó no rồi. Ngửi đói rồi gì? Đói không no. Ngửi mùi này ăn cái này đi. Bia đâu? Mở đi. Quá, cứ đường đường đang ở Việt Nam đi. Chúng mình bia đâu? Dạ con biết uống thầy ơi. Mình ngó người ta ăn là mình sẽ sướng rồi. Thầy ơi thầy, ngó người ta sẽ sướng rồi, người ta có đang chảnh giá. Chẳng là quýt đâu mình sướng rồi. Lỡ giới thiệu món ăn của mình đi. Rồi tới giờ biểu giới thiệu. Biết thì món ăn để đưa vô cái này, ngày mai đưa vô sản phẩm quê hương. Món này là món là gỏi cuốn nè các bác nha. Vừa tô, vừa thịt, xà lách, dưa leo, bún. Món này món quê hương. Đi đâu cũng nhớ về Hà Tĩnh. Thế đi xe quá, thế đi xe quá. Xe quá rồi, xe quá. Xe quá.
Thôi các bác ăn ngon miệng nha. Thế các bác ăn này ăn sung sướng lắm rồi. Nó đứng trong phòng của coi và ăn sẽ vui. Mai cứ lại gần năm mới thì là vui lắm rồi. Có liền. Cô này nó thấy ăn khỏe, người tốt của tụi mình đó, để làm kiếm giấy cho. Chị vui chưa? Chào anh, chúc sức khỏe anh ha.